Xin mến chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Địa Bàn Mình Đến. Hôm nay vô lưu đường Võ Văn Kiệt, thành phố Cần Thơ với những cái phô mai, xin mời. Rồi, chào đâu ơi. Chào anh Thanh Hòa, mến chào các chú bác và anh chị em. Hôm nay là ngày 23 tháng 2, em có đem về 21 phô mai giao lưu các chú bác và anh chị em. Số điện thoại em là 0984307139, em bao ship toàn quốc. Rồi, ok. Rồi, cụ thể số 1 anh ơi. Rồi, xe tròn vòng đi, tròn vòng đi. Cây số 1 có dáng thú bà con, chi cành đều. Rồi, số 1 anh ơi. Cây chót thang bà con. Hoành thân 23. Rồi, 23. Okay. Lên tới trên nó dốc mọn lắm bà con ơi. Còn lấy ra 10 thì bà con ơi. Cây vô chỗ 5 tấc bà con. Tổng chiều cao là 52. Rồi, 52 bà con ơi. Cây này cũng bể xù nha bà con. Rồi, mã số 1 này giao lưu bà con giá 1.800.000. Mã số 1. 1.800.000 mấy anh ơi, miễn phí ship. 1.800.000 miễn ship, rồi đổi luôn em ơi. Rồi tiếp theo. Mã số 2. Số 2. Chi cành đều luôn bà con. Chi cành đều luôn, số 2. Mã số 2. Hoành thân 15. Rồi, 15 mấy anh ơi, cao luôn. Tổng chiều cao 34. 34. Mã số 2 có giá 800.000 bà con ơi, mã số 2. 800 mấy anh ơi. Miễn phí ship. Rồi đổi đúng em. Rồi 800. Rồi số 3. Mã số 3. Số 3. Có giá siêu bà con, chi cành đều. Mã số 3. Số 3 mấy anh ơi. Cây này bà con muốn ghép ra không ghép, để ra là cho phát cái bông rồi bà con ơi. Đế đều nha bà con. Đế đều luôn. Cái giọng đế cũng rất hay mà con, nó đi theo cái thân mà con. Nó gần xong rồi, gần xong rồi. Hoành thân 22. Rồi 22 mấy anh ơi, 22. Rồi rồi rồi, chiều cao. Tổng chiều cao là 67. Rồi 67. Rồi mã số 3 phải không ạ? Số 3 có một giá 1.400.000. 1.400.000 mấy anh ơi, 1.400.000. Em này cái hôm nay mà chưa chọn được vợ bà con ơi. Số 4. Em đạt này cái hôm nay chưa chọn được vợ bà con. Quảng cáo này tới 100 dữ lắm à. Bà con nên tìm vợ giùm em đạt đi bà con ơi. Rồi số 4 mấy anh ơi, số 4. Số 4. Mã số 4. Chi cành đều không bà con. Đế cũng đều không bà con. Cái rễ này lại để cho mạnh thôi, thì cắt cắt cũng để thì. Cây da vàng không bà con. Số 4 anh ơi, số 4. Cây này là xù mang nha bà con. Hoành thân 20. Rồi 20, cao. Cây này chiều cao 60. 60. Mấy chú mới tập chơi dễ lắm chú ơi. Chi cành đều với chú ơi. Mã số 4 giá 1 triệu bà con ơi. Rồi 1 triệu luôn số 4. Ok rồi đổi luôn. Rồi tiếp theo. Mã số 5. Số 5. Củ đế nở bà con, chi cành đều. Mã số 5. Số 5. Ơi. Rồi 19 mấy anh ơi, cao luôn. Tổng chiều cao là 55. 55. Cây này có giá 1 triệu bà con ơi. 1 triệu đồng. Mã số 5. Mã số 5. Rồi đổi luôn mấy, miễn phí ship mấy anh ơi, miễn phí ship. Rồi số 6. Mã số 6. Mã số 6. Ôi mai vàng mấy anh ơi. Rất đẹp, chỉ gặp tiền mà con. Đế rất lịch.
mã số 6 Ngô Mai Vàng. Hoành Ân 23. Rồi 23 mấy anh ơi, 23. Rồi cao luôn. Tổng chiều cao là 52. 52. Cây giao lưu bà con giá 1.800.000. 1.800.000. Miễn phí ship. 1.600.000 à? 1.800.000. Rồi 1.800.000 mấy anh ơi, xin lỗi. Miễn phí ship mấy anh ơi. Mã số 7. Số 7. Chi gành đều đế đều bà con, mã số 7. Mã số 7. Hoành Thân 20. Rồi 20. Cao. Tổng chiều cao là 55. 55. Có giá 900.000, mã số 7 bà con ơi. Mã số 7 900. Rồi đổi luôn em ơi. Tiếp theo. Số 8. Số 8. Khéo bà con, đế nôm nha bà con, đế nôm đều luôn nha, hết nha bà con. Tới đây mà vẫn còn có rễ trong này luôn nè. Rồi mã số 8 anh ơi, thông số luôn. 16 bà con ơi. Rồi 16, cao luôn. Tổng chiều cao là 41. 41. Đế rất lực bà con, rất lớn bà con. Mã số 8 có giá 1 triệu bà con ơi. 1 triệu đồng mấy anh ơi, 1 triệu đồng. Rồi tiếp theo. Ủa, chụp. Mã số 9. Số 9. Có giá thú bà con. Mã số 9 mấy anh ơi. 2 giờ bà con. Đó, đây. 7 giờ để cho thì chắc ngay đây là nó sẽ trở thành 2 giờ bà con ơi. Tròn vòng luôn, tròn vòng luôn. Da cây này rất đẹp mà con, mã số 9. Số 9 mấy anh ơi. Số 9. Có giang thú. Rồi, thông số luôn. Hoành Thân 21 bà con ơi. Rồi, 21. Tổng cao. Dài là 41 bà con ơi. 41. Và cây này giao lưu bà con với giá là 1.500.000 mã số 9. 1.500.000 mã số 9 mấy anh ơi. Miễn phí ship. Miễn phí ship. Rồi ok, đổi luôn. Tiếp theo. Mã số 10. Số 10. Số 10 mấy anh ơi. Có thể bà con giật cái đọt hay thấp chút chút nha bà con đây. Đó, có thể bà con giật cái đọt hay thấp chút chút. Để cho phù hợp với chi này. Em này là số 10 mấy anh ơi. Số 10. Rồi thông số của số 10 luôn. Hoành Thân 20 bà con ơi. Rồi 20 mấy anh ơi, cao luôn. Tổng chiều cao 44. 44, rồi. Cái này có giá 1 triệu bà con ơi, mã số 10. Mó 10, 1 triệu chẳng mấy anh ơi. 1 triệu đồng chẳng. Rồi tiếp theo. Mã số 11. Rồi 11 mấy anh ơi, 11. Cái này xù qua mang nha bà con. Số điều mà con. Me. Mã số 11. 11. Cái quán mà con. Hoành Thân 15. Rồi 15 mấy anh ơi. Tổng chiều cao là 38. Chỗ cái củ nở con ốc này được 23 bà con ơi. Rồi 23. Ở đây này giao lưu bà con với giá 1 triệu đồng. 1 triệu đồng chẳng mấy anh ơi. Mã số 11. Rồi 12 lên, đổi luôn em. Mã số 12. Mã số 12. Coi mai vàng. Có cái vẻ đẹp riêng không bà con? Mã số 12. Mã số 12. Hoành Thân 16. Rồi 16. Cao luôn. Tổng
chiều cao là 43. Rồi 43. Nó số 12 có giá 1 triệu đồng luôn mà con ơi. 1 triệu đồng luôn. Rồi ok. Phí ship là miễn phí nha. Dạ, cái điện thoại là 0984 3 1. Xe này cái trực không bà con? Trực như gần nhiều đế đều không bà con? Rồi ok. Như gần nhiều đế đều. Mã số 13 mấy anh ơi. Mã số 13. Hoành thân là 22. Rồi em ơi, cao. Tổng chiều cao là 76. Rồi 76 luôn. Đây giao lưu bà con với giá 1.300.000. Mã số 13. 13 1.300.000. 1.300.000. Mã số 13. Rồi đổi luôn em. Miễn phí ship mấy anh ơi. Phí ship miễn phí. Mã số 14. Rồi. Đây là cây xù không bà con? Ngay ta chỉ luôn. Số 14. 14 mấy anh ơi, 14. Hoàn thành 15. Rồi, 15. Tổng chiều cao là 36. 36. Cây này có giá 700 bà con ơi. 700.000, 14 700. Rồi đổi luôn em ơi. Rồi 15 lên. Mã số 15. Mã số 15. Cây này đẹp bà con ơi. Bóng xe được tình rất đẹp. Chỉ gần đều không bà con? Chỉ gần đều. Nếu cây này mà ghép thì bà con chỉ cần ghép 5 bo thôi bà con ơi. Trên đầu 2 bo, còn mỗi chiên bo là 5 bo là cây nó đều bà con ơi. Da vàng không bà con, cây chơi rất đẹp không bà con. Hoành thân 22. Rồi 22. Tổng chiều cao là 42. 42. Cây này có một giá 1.400.000 bà con ơi. 1.400.000 mấy anh ơi, miễn phí ship nha. Miễn phí ship. 15, 1.400.000. Rồi đổi luôn em. 16. Mã số 16. 16. Mã số 16, phôi mai vàng mấy anh ơi. Cây này thân lắc nha bà con. Lắc khéo mà con. Mã số 16. 16. Ủ đế thì nở đều. Thân thì lắc. Ở đây có cũ nha bà con. 16. Mã số 16. Di gạch đều. Hoành thân 22. Rồi 22 mấy anh ơi. Rồi cũ này giờ 31 bà con ơi. Rồi 31. Rồi cũ sân ốc ở trên này thì được 29. Rồi 29 luôn. Tổng chiều cao là 55. Xoay luôn, xoay luôn. Mã cây này giao lưu bà con nhé, 1.700.000, mã số 16. 16, 1.700.000 mấy anh ơi. Rồi, đổi luôn em ơi. Rồi, 17. Mã số 17. Mã số 17. Đây, gắt chót đây bà con. Mã số 17 mấy anh ơi. Mã số 17 đế đều không bà con? Chi gành đều. Mã số 17. Rồi thông số em 17 luôn. Hoành thân 24. Rồi 24 mấy anh ơi, cao. Tổng chiều cao 49. 49. Trên trên rất gót mà con ơi. Có 15 à. Rồi 15. Rồi cái này giao luôn bà con giá 1.300.000 bà con ơi. 1.300.000 mã số 17 mấy anh ơi. Rồi thôi đổi em ơi, đổi luôn. Rồi 18. Mã số 18. 18. Cây này xuồng me toàn thân nha bà con. Đi cặp tiêu. Mã số 18. Mã này không? Xuồng toàn thân. Rồi nghe cái tay chỉ luôn. Okay. Đây là những cái da nó đóng như những cái, giống như cái me. Như bằng xuồng da me. Rồi ok cao luôn. Mình đâu hoành thân. 15. Rồi 15 bà con. Còn
hai cái điểm dưới cái chi. Bình thường đâu phải dưới chi mà con, là 20. Rồi 20. Tổng chiều cao là 41. 41 luôn. Đây giao lưu bà con giá 1 triệu thay mã số 18. 1 triệu đồng chẳng anh ơi, miễn phí ship rồi đổi luôn em, 19 lên. Mã số 19. 19. Đê quái mà con, mã số 19. Mã số 19. Rồi thông số của em này luôn. Đây rất khéo bà con ơi. Đế là điều. Rồi. Bản thân có 17 à. Rồi 17 luôn. Ngay thủ vô sáng ốc. Rồi 28 bà con ơi. Rồi 28. Cái rễ này bà con về mình tạo cắt đây thẳng mình làm một cái đuôi luôn bà con ơi. Cao luôn. Tổng chiều cao là 43. 43 rồi. Rồi đây giao luôn bà con với giá là 1 triệu 400 ngàn mấy 19. 19 1 triệu 400 mấy ơi. Miễn phí ship rồi đổi luôn em. Rồi 20. Mã số 20. Cái một cây quái mà con. Mã số 20 mấy ơi. Cây quái. Mã số 20. Phải lấy chưa được. Tại cái chưa có tao để dành tao chưa ấy mà đâu có thể chưa đặt được. Mã số 20. Rồi thông số của em này luôn. Mã số 22. 22. Tổng chiều cao là 39. 39. Rồi cây này có giá 1 triệu 400 ngàn mà coi. 1 triệu 400 ngàn miễn phí ship mấy anh ơi. Rồi ok đổi luôn em ơi. Rồi tiếp theo. Hôm nay là có 21 con mà con. Mã số 21. Mã số 21. Một cây quái mà con. Bộ đế cái dáng thú. Thanh thì có dáng siêu mà con, chi gầm đều. Rồi thông số em 21 luôn, 21. Hoành thân 22. Rồi ok. Cái này vô dấu chứng nhận mà con. Tổng chiều cao là 45. 45. Rồi cây này giao lưu bà con với giá 1 triệu 300 ngàn mã số 21. 1 triệu 300 ngàn 21. Rồi đã cuối video cho bà con cái lời chào với ông Tùng ơi. Mến chào các chú bác trên cho em. Hôm nay ngày 23 tháng 2 cái đêm 21 và mai giao lưu các chú bác trên cho em. Cũng thành thật cảm ơn các chú bác trên cho em từ lâu hậu em. Mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Rồi thay mặt bà con tạm biệt luôn và hẹn gặp lại. Rồi tạm biệt các anh luôn, chúc sức khỏe, hẹn gặp lại.